Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến và các vị bệnh nhân, hôm nay trong chương trình chữa bệnh tại nhà của kênh YouTube chùa Pháp Tạng, thì thầy gửi đến cho quý vị một cái cách để hỗ trợ điều trị huyết áp cao và có thể là phòng ngừa tai biến mạch máu não, phòng ngừa đột quỵ, vân vân. Quý vị biết là bệnh huyết áp cao này nè, thường dễ gặp với người lớn tuổi. Hầu như thấy 10 người là hết hơn 5 người bị huyết áp cao rồi. Mà dân gian người ta gọi là lên máu hoặc là lên tăng xong. Huyết áp cao do nhiều cái nguyên nhân lắm quý vị. Mà những cái nguyên nhân chính như thế này nè. Những người bị bệnh thận, viêm cầu thận cũng lên huyết áp. Những người tiểu đường, biến chứng cũng lên huyết áp. Rồi là những người mỡ máu nhiều, tức là mỡ máu là lipid máu, triglyceride máu, rồi cholesterol máu nhiều cũng làm cho lên huyết áp. Vậy huyết áp là gì? Huyết áp tức là cái áp lực máu. Khi mà trái tim mình bơm lên thì cái máu mình nó có một cái áp lực để nó truyền đi khắp cơ thể của mình. Mỗi khi mà huyết áp nó chạy mạnh quá, áp lực mạnh quá đó, thì làm cho những cái nơi mạch máu nhỏ đó nó dễ bị vỡ ra, cho nên nó là dễ sanh ra tai biến hoặc giả là nó để lại những cái di chứng rất là nặng nề, có khi liệt nửa người, vân vân. Như vậy thì để mà điều trị hoặc là phòng ngừa cái bệnh huyết áp cao này nè, nên quý vị hãy chú ý ăn uống chút xíu. Thứ nhất là không được thức khuya. Thứ hai là chúng ta ăn các cái thức ăn đừng có chứa nhiều dầu mỡ, tức là hạn chế mỡ dầu và hạn chế ăn đường, trái cây vào ban đêm. Nó sẽ tích tụ làm thành mỡ, nó sẽ làm dễ dàng ta lên huyết áp. Do đó mà chúng ta là cử mỡ dầu chút xíu, đừng có ăn mặn quá. Tại vì cái huyết áp nó chạy trong cơ thể mình, nó phụ thuộc vào muối, tức là cloruro natri ở trong máu của mình, nên mình ăn lạc lạc chút thôi, đừng có ăn mặn và đừng có ăn đường nhiều quá cũng không tốt, sanh tới lão quá rồi dễ dàng đi tới biến chứng thành huyết áp, vân vân. Và cái cách để mà hỗ trợ cho quý vị là cách này không có tốn tiền gì hết, rất là dễ luôn mà quý vị. Đó là chúng ta thì sẽ là vây nguyệt, bấm nguyệt, giải huyệt của các cái huyệt đạo. Đơn giản là chúng ta có là 6 cái huyệt đạo, mà ở đây là nếu chúng ta biết được 3 cái huyệt đạo thôi và 3 cái loại sau thì chúng ta chỉ làm đơn giản nó là được. Đây là cái dụng cụ của mình xài á, là dầu cao ha. Đây là dầu cao nè. Ở trong là bằng dầu mà là nó bào chế theo kiểu cao. Cái thứ hai nữa, đây là cái cây ngải cứu nè, lần chục cây ở trong cái bịch này nè, ta đi mua rồi mình lấy ra từng cái bán ở các cái chợ thuốc, thuốc nam á hoặc thuốc bắc cũng có bán. Đây là cái cây mà ấn nguyệt. Cái nguyệt là cái đầu nó bằng thế này nè. Mình mua cũng ở cái dụng cụ mà y tế của Đông y, Tây y nó cũng có bán nữa. Đầu đây. Rồi là cái cây này là cây lăng. Cái cây lăng này nè, quý vị thấy không? Ở trên đầu có bánh xe, nó có hai đầu lăng. Có những khi nó có đầu này và đầu là của cái cây ấn nguyệt nữa, không chừng. Thì tùy ha, tùy mình mua mình lựa, miễn nó có các cái dụng cụ là được. Chứ là được. Còn cây này cây búa gõ. Búa gõ này loại búa gõ lớn. Nó có loại búa gõ nhỏ nữa. Nếu chúng ta cái huyệt nào nó nhỏ, chỗ nào mềm thì chúng ta sẽ dùng cái loại búa gõ nhỏ. Còn đây là loại búa gõ lớn. Nó gõ nè, vô đây nè, thấy không? Dụng cụ đó để mình xài. Như vậy thì đầu tiên á là chúng ta thấy cái tay của mình đây nè quý vị. Ở bên mình chúng ta có hai cái tay, thì là có hai cái huyệt đạo. Ví dụ từ cái ngấn tay ngang này nè, mình đi xuống ở dưới này nè, thì ở đây nó có hai cái đường gân. Mình căng lên đây nè, mình đè vô này có hai cái đường gân nha, mình thấy không? Hai đường gân chỗ này là một đường gân, hai đường gân chỗ này. Thì hai đường gân chỗ này á đi xuống đây thì cái ngấn ngang nè mình đưa xuống á là ba cái ngón tay, ba ngón tay mình đi xuống đây nè, đó quý vị thấy không, ba ngón tay thì là nó nằm chỗ này, nó nằm chỗ này. Khi mà mình ấn huyệt giải huyệt á thì mình đưa vô đây nè, mình đè xuống mình thấy đau, mình đè thấy đau đây, đó là huyệt nội quan.
Nguyệt nội quan, tất nhiên cái lõm chủng, cái lõm chủng ở phía bên trong, còn ngoại quan lõm chủng phía ngoài. Nguyệt này á có chức năng là làm thông máu và trị về thiếu máu tuần hoàn não, rồi á là xây tàu xe. Nguyệt này là nguyệt số 6 trong cái kinh Tâm Đạo, cho nên á là nó làm cho thông máu hoạt huyết, rồi nó giúp cho chúng ta là xây tàu xe, chúng ta tỉnh lại, rồi á là làm cho đau các cái khuỷu tay, cổ tay, đặc biệt là nó sẽ làm thông máu huyết lên đây, làm cho cơ thể mình á nó lưu thông máu huyết đi. Nguyệt nội quan ở trên cái tay mình, tay phải và cái tay trái. Như vậy thì cái ngấn tay trên này nè, bây giờ thấy cái ngấn tay không, ngấn tay này nè, mình mới lấy ba cái ngón tay mình đặt ở trên ngấn tay nè, này xuống đây thì là nó nằm đây, đây ba ngón tay nè, thấy không, đã nằm đây giữa, chúng ta căng lên đây thấy ở đây nó có cộng gân, ở đây có cộng gân, vì nó giữa cộng gân là nằm chỗ này, là xác định huyệt đó, nó nằm chỗ này, cho nên á là khi mà chúng ta vây nguyệt á, nào quý vị, thì chúng ta có thể dùng bằng tay, hoặc là chúng ta có thể dùng bằng cái cây này, lại cây ấn nguyệt. Cây ấn nguyệt là mình mua cái dụng cụ này, dụng cụ của Đông y, có thể bán trong các cái tiệm thuốc, bán nơi dụng cụ y tế, bán ở các cái nơi mà của Đông y, thì chúng ta có thể là ấn nguyệt bằng cây này, hoặc là chúng ta ấn bằng ngón tay, cái ngón nào cũng được, miễn là cái ngón của mình á là không có cái móng là được, ta ấn ngón nào cũng được, thích ấn ngón nào mạnh thì chúng ta ấn vào. Ấn nguyệt là ấn rồi giữ luôn, tức là 3 đến 5 phút, hoặc là 2 đến 3 phút, hoặc là vây nguyệt. Vây nguyệt là vây theo chiều kinh đồng hồ, mình ấn vào nguyệt nội quan này và mình vây, quay là mình xoay nè theo chiều kinh đồng hồ, mình xoay nhẹ 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 theo chiều kinh đồng hồ đó, kinh đồng hồ. Hoặc là mình lăn bằng cái cây lăn, đây là cây lăn, cây lăn trên đầu nè quý vị, trên đầu nó có chiếc bánh xe nên mình lăn. Nhưng mà mỗi khi mình ấn mình vây á quý vị, thì chúng ta sẽ dùng một cái loại, đây là dầu cao, quý vị thấy không, cái dầu cao. Dầu cao là ở đây là nó chứa như dầu cù là xưa ông bà nói đó, mình lấy một miếng cái dầu cao nè, mình mới xức lên đây, mình lấy miếng trong này nè, dầu cao mình mới xức lên cái huyệt này, rồi mình mới vây hoặc bấm này nọ thì nó tuyệt vời hơn. Đó là huyệt nội quan nha. Cái huyệt thứ hai là nó nằm ở trên cái chân của mình, quý vị thấy không, chân của mình ở đây thì giữa hai cái ngón, ngón cái và kế ngón cái, giữa hai bên cái vị xác định cái huyệt, ở cái huyệt thái xung là huyệt, đây gọi là huyệt huyết áp á, nó nằm hai trên cái kẽ của ngón cái và ngón kế ngón cái nè, thì đây là huyệt hành giang, hành giang là ngoài đầu này, hành giang này nè, là mình kéo theo cái đường kẽ nè, hết cái chỗ lõm này thì cái chỗ lõm này chính là huyệt thái xung, mà huyệt thái xung này người ta gọi là huyệt huyết áp, và nó có thể thông máu hoạt huyết cho mình là hạ áp. Nên cái người nào mà dò nguyệt á, ta thấy đây, ta đè chỗ này nè, thấy đau là người đó có khả năng bị lên huyết áp nha. Cái nguyệt hành giang và nguyệt thái xung này thuộc về cái kinh can, tức là kinh can. Do đó mà chúng ta dò vây nguyệt này nè, là chúng ta có thể là ấn nguyệt, hoặc là chúng ta có thể vây nguyệt, ấn xuống rồi 2-3 phút, hoặc là 3-5 phút, rồi là mình vây chút xíu mình dở lên làm lại lần hai lần vậy đó. Hoặc là mình chà cái nguyệt này bằng cách là mình để một ít đó, dầu cao vào ở đây, tự nguyệt hành hành giang này nè, đó mình kéo lên đây, kéo lên đây, mình đẩy cây nè, kéo đây đây, kéo đây mình ấn đây, đó, thấy không, rồi kéo đây, mình giải huyệt này, đó, hết bên đây tới bên đây. Còn nếu bằng không nữa thì chúng ta sẽ lăn bằng cái cây lăn nè, quý vị thấy không, cây lăn nè, đó mình lăn bên đây. Nếu có dụng cụ này, không có dụng cụ này thì chúng ta sẽ dùng bằng tay, chúng ta kéo, dùng ngón tay nè, mình kéo đây, mình xức dầu rồi, mình kéo nó trơn, rồi đây mình bấm đây, mình vây, vây nhớ vây theo chiều kinh đồng hồ nha. Rồi đây cũng vậy, chúng ta vây theo chiều kinh đồng hồ, vây theo chiều kinh đồng hồ, chỗ nó đau quá là đó huyệt đó. Rồi á, là hoặc giả là, quý vị á, là chúng ta sẽ dùng cái ngải cứu nè, ta đốt lên ta hơ. Hơi dài nè, hơn 1/3 thôi, hoặc là nửa cây, nóng quá dở lên, hơi nóng quá dở lên nè, đó. Thì các cái huyệt đều có thể hơi ngải cứu này được. Ví dụ như trên tay nè, quý vị ta cũng hơi ngải cứu được nè, ở tay nè, đó mình hơi ngải cứu này cũng được nè. Đó, ở nguyệt nội quan nè mình hơi cũng được. Hoặc là cái huyệt thái xung này mình hơi cũng được.
Cái huyệt thứ ba á, là chúng ta thấy đây là huyệt dũng tiền. Dũng tiền như là cái dòng suối mạnh vậy đó. Huyệt dũng tiền nó xác định bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là chúng ta dùng từ cái kẻ này nè, chúng ta kéo xuống đây, tức là 2/5 trên và 3/5 dưới là nằm chỗ này. Nè. Hoặc là cách thứ hai, cách này dễ nhất là chúng ta co cái chân lại thì nó lõm chỗ nào là đó đó. Tức là mình co cái lòng bàn chân mình lại hết đó, thì nó lõm vào chỗ này. Đó là huyệt chỗ này, đó là huyệt dũng tiền. Nha. Như vậy thì là mình giải huyệt dũng tiền bằng nhiều cách khác nhau. Có thể chúng ta bấm bằng ngón cái, nhưng mà trước khi bấm thì chúng ta sẽ lấy một miếng dầu cao nè, chúng ta thà vào ban đêm mà thà dầu cao bấm này là tuyệt vời lắm đó quý vị, tức là ngủ ngon lành dữ lắm đó. Bấm dầu cao vào đây đó, đó giữ đây đó, rồi đầu mình giữ đây 3-5 phút, hoặc giả là chúng ta bấm vào dỡ lên xong bấm vào rồi vây đó, vây nguyệt thay chiều kim đồng hồ đó, mình vây nguyệt thay chiều kim đồng hồ, hoặc làm lấy ngải cứu mình hơ ở đây. Hơ này nóng quá dễ lên, nóng quá dễ lên 1/3 cây này. Hoặc giả là chúng ta lấy cái cây lăn, chúng ta lăn ngang ngang cái dòng huyệt này. Nhưng mà có một dụng cụ để giải cái huyệt này rất là hay, đó là cái cây búa. Đây là một loại cây búa mà mình mua ở chỗ mà nó bán cái dụng cụ á, có gì dụng cụ của đông y hoặc là của tây y nó đều có bán hết. Ở trên này có các cái cây nhọn nè, là mình đánh vào, mình gõ này, gõ 20 cái. Chúng ta gõ 20 cái. Gõ xong 20 cái rồi đó quý vị, thì chúng ta mới gõ hết cái lòng bàn chân. Giải huyệt vậy lắm, nó giải này là tuyệt vời lắm. Khi mà mình đi ngủ á, mình xức miếng dầu ở cái huyệt dũng tiền nè, là mình ngủ thẳng kè tới sáng luôn, là không có bị giấc mộng chiêm bao gì hết trơn á. Đó là chân ở bên phải nè, giờ mình qua chân bên trái. Cũng vậy nữa, mình xác định cái huyệt của cái chân này bằng cách á, là ta co vào thì đây có cái lõm, thấy không? Thì mình lấy cái tay nè bấm, trước khi mình bấm á, mình xức cho nó cũng miếng dầu dầu cao, mình xức vô đây, xức cái dầu cao này vô đây nè, vô đây, rồi đầu mình bấm cái, hoặc là mình vây thì theo chiều kim đồng hồ, thấy không? Cũng giống hệt vậy đó, hoặc là mình hơ. Rồi á là mình gõ người này, gõ 20 cái, gõ nhẹ nhẹ bằng cái búa gõ nè, cái búa gõ nè trên đầu nè, đó gõ 20 cái. Gõ xong thì mình gõ hết cái lòng bàn chân. Quý vị biết là cái lòng bàn chân này á, mình gõ hết lòng bàn chân này nè thì nó giải hết tất cả các cái huyệt đạo trên này, hầu như tất cả các cái huyệt đạo mà nó phân tán trong cơ thể để nó giúp thông máu hoạt huyết cơ thể thì nó nằm ở đây. Huyệt này á, là cái huyệt cấp cứu mà, rồi á, là cái huyệt này á, nó sẽ giúp giải hết tất cả các cái như là tinh thần mệt mỏi hoặc là mất ngủ vân vân đều được hết nha quý vị. Cho nên á, là chúng ta gõ huyệt này rồi chúng ta vây huyệt nội quan rồi huyệt thái xung thì đều là làm cho ngủ được. Đó là ba cái huyệt mình gõ, mình ấn, mình vây, hoặc giả là chúng ta là sẽ dùng cái cây ngải cứu mình hơi nè, ngải cứu hơi này nè, cũng hơi bằng lần phần 3 cây hoặc nửa cây thôi, đốt lên hơi. Mà ngải cứu này nguy hiểm cái là nó hơi rất tàn đổ nóng đó, nên người lớn mình hơi và tự mình hơi mới được. Mình đốt lên đây cái mình hơi đây nè, hơi nóng quá dở ra, nóng quá dở ra. Thì cái huyệt nội quan này cũng vậy, mình cũng hơi ở đây nằm hơi, nóng quá dở ra, nóng quá dở ra. Rồi là cái nguyệt thái xung này cũng vậy, nguyệt là hành giang với thái xung này cũng vậy đó, mình hơi đây nóng quá dở ra, nói dở nằm đốt lên hơi, là cây ngải cứu bán ngoài chợ là nguyên cái bịch nè, biết không, chợ thuốc á, tức là ở Hải Thượng Lãn Ông hình như cái nào cũng có, ở quận 5, quận 6 của Sài Gòn á, thì đây là cây ngải cứu. Rồi nếu mà mình lên huyết áp mà có nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt hoặc là khó chịu nặng nề đó quý vị, thì chúng ta sẽ giải thêm ba cái bộ huyệt nữa, giải bằng cách là chúng ta xoe nhẹ nó thôi. Đó là cái huyệt ấn đường, là giữa hai đầu cái chân mày mình, đây ngay giữa là huyệt ấn đường đó. Chúng ta dùng ngón nào cũng được chân á, để xoay theo kiểu kim đồng hồ nè, xoay nhẹ thôi. Đó, huyệt ấn đường là hai cái đầu của chân mày này ngay giữa đó là huyệt ấn đường.
À, cái thứ hai nữa là huyệt thái dương. Huyệt thái dương là cái đuôi của chân mày với đuôi của mắt giao nhau. Chân mày mình kéo thẳng, con mắt mình cái đuôi mắt kéo ra giao nhau chỗ này. Đó, ở đây là thái dương. À, biết không? Đây huyệt thái dương mình vây theo chiều kinh đồng hồ. À, cái thứ ba nữa là bách hội. Bách hội là giữa ở trên cái đỉnh đầu mình nè. À, mình lấy ngón cái mình đưa vô lỗ tai. À, là mình chụm lại chỗ nào là nó đó. À, chụm lại chỗ nào cái chân giữa này nè. À, là cái ngón giữa mình chỗ nào đó là huyệt bách hội chỗ đó mình vây ở đây. À, hoặc là mình gõ bằng tay nè, gõ bằng bốn đầu ngón tay gõ nhẹ 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 huyệt bách hội thì nó hỗ trợ làm cho mình không có chán dáng mài mặt, không có bị say sẩm dần dần khi lao lên huyết áp và nó chống mình lại mệt đi. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy mà nó mệt mà gan ngực tức ngực đó thì chúng ta sẽ gõ cái huyệt này. À, ta gõ đây để hỗ trợ thôi, nó không có nằm trong cái chỗ mà chúng ta giải huyệt của lên huyết áp. Và quý vị á, nếu chúng ta muốn dùng cái hỗ trợ của lên huyết áp này rất là hay là chúng ta ăn tỏi á. Quý vị biết tỏi đen không? 2-3 tép tỏi đen nha, là trước khi ăn cơm 20 phút mình lột cái tỏi đen ra, rồi tới khi ăn cơm mình ăn chung luôn cái tỏi đen đó 20 phút. Lột ra rồi mình phơi gió, rồi mình nhai chung với rau gì đó, nhai chung luôn. Và nếu mà được á quý vị, chúng ta thường hay nấu canh bùa ngót ta ăn á. Mua bùa ngót mà chợ á, nấu canh ăn. Rồi cái cây bùa ngót đó mình chặt nhỏ 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 mình phơi khô. Một ngày mình lấy một nấm nè, mình nấu trà mình uống. Trà bùa ngót. Nấu lên đại đi, ví dụ như nấu đại 3 xị lít nước nè, nấm này nè. Rồi mình thay nước uống tối ngày, nó làm cho mình cân bằng huyết áp. Cái cây bồ ngót của mình đó quý vị, mình mua đại ngoài chợ chứ nhầm khi mình ở nhà phố không có. Người dưới quê thì người ta có trồng, nhà phố thì thường người ta bán bồ ngót á, cộng dài dài nè. Mình lặt cái lá non á, mình nấu canh mình ăn. Còn cái lá già với cái cây đó, mình chặt nhỏ 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 nhỏ, mình phơi khô. Phơi khô rồi đầu mình làm trà, chặt nhỏ 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 nó phơi thật khô. Mình làm trà lần nấm nè, mình vô mình chấm trà mình uống thôi. Hoặc nấu lên, nó mình uống hàng ngày ngày vậy đó. Là nó làm cho mình là cân bằng được huyết áp, ngừa được đột quỵ và tai biến. Làm cho mình tự tin hơn ở trong cuộc sống. Nhớ quý vị đừng có thức khuya, đừng ăn dầu mỡ. Nhớ là trứng á, ăn cũng không có quá nhiều, cách ngày ăn ngày được, đừng ăn nguyên tuần có gì. Rồi không có được ăn trái cây vào ban đêm. Giờ ban đêm á chúng ta ăn 70-80% thôi, đừng có ăn quá no. Giờ ban đêm nó tích tụ mỡ ở dưới da, nó cũng làm cho chúng ta là có chứa những cái lượng mỡ xấu như cholesterol, lipid hoặc là triglyceride máu, làm cho mình dễ dàng bị lên huyết áp khi chúng ta lớn tuổi. Và đồng thời quý vị, mình cũng giữ cái tâm mình được bình an bằng cách hít mũi thở miệng điều và chúng ta xả vậy. Tâm lý của mình đừng có lo lắng sợ hãi hoặc là nóng giận sân si thì nó cũng dễ dàng lên huyết áp. Như vậy thì chúng ta đã được hướng dẫn cách để điều trị huyết áp hàng ngày sáng chiều 2 lần sẽ đem lại kết quả rất là mỹ mãn cho toàn thể quý vị, có thể phòng ngừa tai biến chống đột quỵ. Chúc quý vị thành công trong cái cách này và sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật.